Thank you.
chịu được, cái này họ làm nóng cho ngọt. Cái này phải giao cải không? Bán à?
làm. Thịt chuột nữa là ngon.
Cú đây về nhà luôn chưa? Cho anh nhờ cái này tí. Em gửi cái này về cho bà Trương hiệu hộ anh đấy nhé, được không? Được không? Cho anh gửi. Đấy, cho nó vào quầy tấu. À.
nào luôn nào.